Game Channel. À, vậy rồi. Ơi, các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối tuần chủ nhật nên mình được nghỉ học. Sướng quá. Hôm nay mẹ sẽ cho mình giải trí được một tiếng luôn á. Bình thường ngày đi học của mình chỉ được giải trí 30 phút thôi. Con gái con dậy rồi hả? Nào đi xuống đánh răng súc miệng, ăn sáng nè. Ăn sáng xong mẹ cho con chơi một xíu nha mẹ. Sau đó con sẽ đi lên học bài. Con học bài tập trung thiệt là tập trung luôn. Được không mẹ? Được, nếu con biết học bài là học cho con quan trọng như thế nào thì mẹ sẽ cho con coi được một tiếng. Dạ, mẹ cho con chơi anh hàng xóm tinh nghịch nha. Con thấy trò chơi đó hay mà, giúp cho con thông minh hơn á và biết sử dụng những thứ trong cuộc sống này. À, được rồi, được rồi. Ôi, con yêu mẹ, con yêu mẹ, con hôn mẹ nè, con thương mẹ nhất trên đời. Rồi, đi thôi, đi thôi. Yeah, Lucy chào các bạn nha. Lucy đã ăn sáng xong hết rồi, bây giờ Lucy được mẹ cho chơi nè. Hôm nay mình lại chơi anh hàng xóm tinh nghịch nữa nha. Hôm nay mình sẽ chơi một màn đầu tiên, đó chính là trừng trị ông hàng xóm nhiều chuyện. Ông ấy hay dùng cái ống nhòm để nhìn qua nhà hàng xóm, coi thử nhà hàng xóm làm cái gì. Nói chung là nhiều chuyện á, muốn biết chuyện nhà người ta đó mấy bạn. Nhưng mà cái tính đó thì không có được tốt lắm. Cho nên anh Quốc đi quyết định phải dạy cho ông ấy một bài học. Không nên nhiều chuyện như vậy. Chuyện nhà mình thì mình sống thôi, không nên nhìn nhà người khác. Và trong trò chơi này có 4 cái trời, cho nên Lucy sẽ giúp anh Quốc đi trừng trị ông hàng xóm bụng bự này. Anh Quốc đi tới rồi kìa. Hello, chào các bạn, mình là Quốc đi. Hôm nay mình sẽ trừng trị ông hàng xóm bụng bự này nha. Mình sẽ giúp cho ông ấy hiểu được rằng không nên nhiều chuyện. À, trong đây có một cái túi nước, một con dao sinh tồn. Không biết còn món gì nữa không ta. Đó, mình đứng đây mình xem thử. Ồ, thì ra trên lầu ông hàng xóm bụng bự đang ở trên đó kìa. Ông lâu lâu ông lại ra, ông cầm ống nhòm, ông nhìn qua nhà hàng xóm. Sau đó thì ông lại quay về phòng coi tivi. Cứ ngồi lên ghế sofa và coi tivi. Cứ như vậy mà chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Đúng là nhiều chuyện mà, không có tốt xíu nào hết. Chuyện mình thì mình làm thôi. Rồi, đi lên lầu nè. Đâu rồi, ông ấy đâu rồi? Mình tìm coi có món gì để chơi được ông ấy không. Úi trời ơi, con chó. Đi chậm 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 thôi để nó phát hiện ra đó. Ây da, sao mình đi nhẹ mà nó cũng sủa. Ây da, ây da, ây da. Tại sao ai cho ngươi vào nhà? Ai cho ngươi vào nhà của ta? Đi ra, đi ra, đi ra. Ê, đau mông quá. Nhưng mà anh bước đi không chịu thua đâu. Chỉ này anh bước đi sẽ rút kinh nghiệm. Bây giờ anh bước đi sẽ lấy món đồ trong cái hộc tủ này trước. Tại vì á, anh bước đi biết rồi, ông hàng xóm này á, hình như ổng không có xuống dưới tầng đất, ổng chỉ ở trên tầng 1 thôi. Rồi, ông ấy đang cầm ống nhòm đi xem nữa kìa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái gì mà giờ này mới ăn cơm trời. Thua mình nữa, mình ăn cơm rồi. Hey, ông hàng xóm bụng bự này, ổng nhiều chuyện quá mà. Người ta ăn cơm hay chưa kệ người ta chứ. Đâu, để coi trong nhà tắm này có gì không. Có một cuộn giấy nè. À, có cái tủ y tế. Ôi da, nhưng mà mình không có cái chìa khóa đâu mở được. Phải đi lên lầu kiếm chìa khóa mới được. Không biết cái chìa khóa nằm ở đâu nữa. Ở dưới đất hay trên lầu? Mà anh muốn đi nghĩ là trên lầu á. Thôi thôi, đi lên lầu kiếm thử coi. Đâu rồi ta? Người ta thường giấu chìa khóa dưới cái thảm chân lắm. Biết ngay mà, đây nè, lấy được rồi nè. Ý, ổng chuẩn bị qua rồi, mình đi xuống đã. Rồi, có chìa khóa để mở tủ y tế rồi, để coi lấy được gì nè. À, một cái tiếp keo trong tủ y tế nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên lầu. Ông ấy còn đang coi tivi. Hay, nhưng không được, mình không được lên lầu đâu. Chuẩn bị coi xong rồi, ông đi qua ông nhiều chuyện nữa nè. Đợi xíu, đợi xíu. Trời, coi kìa, coi kìa. Ăn cơm xong giờ bà đặt ngồi chơi đồ chơi nữa. Nhà này có hai đứa con nhỏ, nó chơi búp bê với lại chơi xe ô tô kìa. Hay, ông hàng xóm này nhiều chuyện quá mà. Người ta chơi ô tô cũng được, có sao đâu. Rồi, mình sẽ đi nhẹ nhàng để con chó phát hiện ra.
trong tủ này có gì đây? Cái trứng và cây xúc xích. Rồi, mình sẽ lấy keo này mình dán vô cái ống nhòm. Xong rồi, đi nhẹ nhẹ để con chó không phát hiện ra. Rồi, bỏ cái trứng vô microwave cho nó nổ nè. Ia, chạy xuống để con chó phát hiện ra. Rồi, ổng đi qua kìa. Hả? Ai? Ai dám làm vô cái microwave của mình vậy? Trời ơi, trời ơi. Ông ấy đang bực tức lên 16% rồi. Rồi, giờ đi qua cái ống nhòm nè. Trời ơi, có gì vậy, có gì vậy? Ủa, sao máy không có bị dính keo vậy? À, thì ra là hồi nãy anh Quốc đi làm không có kịp. Dán nhưng mà không kịp, nên bây giờ anh Quốc đi phải lên lại nè mấy bạn. Nè, cho chó cây xúc xích nè. Rồi, bây giờ anh Quốc đi mới dán keo thật sự nè. Rồi, bôi keo lên và đầy ống nhòm rồi đó. Rồi, giờ đi xuống thôi. La 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 la, bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. La 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 la. Rồi, bây giờ ông hàng xóm đi qua bên kia nè, anh Quốc đi sẽ lên chỉnh lại cái anten của tivi. Thôi. Thôi, mình có ống nhòm thôi. Ha ha. Ôi, sao sao nó dính luôn vô con mắt mình rồi, gỡ không ra vậy vậy. Tức quá, tức quá, tức quá. Thôi, các bạn ơi, anh Quốc đi đã phá cái anten của cái tivi ổng rồi. Trời ơi, ai phá cái băng tên rồi, làm tivi không mở lên được nữa vậy. Cái bộ phim đang hay của ta, trời ơi. Ông ấy đang bực tức lên 69% rồi. Anh bỏ đi chỉ còn một troi nữa thôi. Được 3 trên 4 rồi kìa. Ây da, mình mới ngồi lên cái gì vậy? À, ai ai, ai dám để cái túi này lên là mình ngồi người ta tưởng mình địch. Bực mình, bực quá, bực quá, bực quá. Yeah, mình đã cho ông hàng xóm bụng bự một bài học rồi. Chừa cái tội nhiều chuyện, cứ đi coi ông nhòm nhìn qua nhà người khác không à. Yeah, vì Lucy được mẹ thưởng cho 60 phút cho nên 30 phút chơi một trò chơi đầu rồi. Bây giờ trò chơi thứ hai 30 phút sau nè. À, để coi nha. À, trò chơi tiếp theo đó chính là ông hàng xóm bụng bự rất là thích uống bia. Ông ấy uống bia riết mà bụng bự luôn á mấy bạn. Và ông ấy cứ thích nằm coi tivi vậy đó. Cứ coi tivi rồi uống bia, coi tivi rồi uống bia. Như vậy không có chịu tập thể dục gì hết. Anh Quốc đi lo lắng rằng ông ấy uống bia hoài như vậy sẽ bị bệnh đó. Cho nên anh Quốc đi quyết định sẽ dạy cho mấy một bài học để cho mấy thay đổi để không còn uống bia nhiều nữa. Anh Quốc đi vào rồi kìa các bạn ơi. Hello, mình là Quốc đi. Để coi nhà mấy có gì không nha. Một cái cưa đã cũ cho nên cũng không có nguy hiểm lắm. Thôi, chui vô đây để coi thói quen của máy nè. Ủa, hết bia rồi. Mình phải đi ra mình lấy bia đã. Đây, bia đây. Xách qua uống tiếp thôi. Ngoài ra mình còn có ướp bia sẵn trong tủ lạnh nữa đó. Trời ơi, bộ phim hay quá. Cuộc đời thật là sung sướng, ngồi coi tivi còn uống bia nữa, thật là thích. Rồi, bây giờ mình vô toilet mình xem thử có gì nha. Có một cuộn giấy nè. Có gì nữa đây? Có một bịch thuốc tiêu chảy nè. Rồi, bỏ cuộn giấy vô đây. Một cái chơi. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ coi ở dưới này còn gì nữa không. Nếu hết rồi thì mình sẽ lên lầu. Thôi lên lầu, bây giờ qua nhà bếp đi. Bởi vì ông đang coi tivi mà. Để coi nha, trong tủ lạnh có gì. À, có bia ướp lạnh và một quả trứng. Trời, ở đây còn rất là nhiều bia nè. Ông hàng xóm này muốn bia nhiều dữ gì trời. Uống bia nhiều bụng bự kìa mấy bạn thấy không. Không có tốt cho sức khỏe gì hết trơn á. Rồi lấy bia uống thôi. Ngày nay mình uống cả 10 chai bia rồi đó. Thôi bây giờ anh Quốc đi sẽ lên lầu để đặt bẫy thôi. Bây giờ anh Quốc đi sẽ trộn thuốc tiêu chảy với bia. Là trôi xong rồi, bây giờ đặt quả trứng vô. Các bạn biết thuốc tiêu chảy mà khi mình uống vô nó sẽ làm cho ông hàng xóm bụng bự mắc toilet. Mà nếu chạy không kịp là sẽ bị ra quần luôn đó. Trời ơi, ai dám làm dơ cái microwave của tôi như vậy hả? Lao, chùi.
Ai lấy đi uống thôi. La 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 la. Rồi bây giờ mình lên lầu thôi nào. Xem ông ấy như thế nào nha. Uống bia, uống bia, uống bia. Ui da, ui da, ui da. Đau bụng quá, đau bụng quá. Mình phải đi toilet mới được. Ai da, ai da, ai, nhanh lên, nhanh lên. Mình chịu hết nổi rồi, mình chịu hết nổi rồi. Ai da, 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 da. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ vô mình phá cái anten tivi. Và sau đó dùng cái cưa cũ để phá cái ghế này luôn. Ai da, cái cưa này cũ quá, nó không có bén. Cho nên cưa lâu quá. Trời ơi, giấy đâu rồi, giấy đâu rồi. Không có giấy sao, trời ơi. Ông ấy đã tức giận lên rồi kìa. Tức giận đến 54% luôn rồi. Chỉ còn hai cái coin nữa là anh bước đi đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Ôi, ông ấy đang chuẩn bị lên lầu kìa. Mấy bạn biết sao ông không đi cửa bên này không? Tại vì á, ông phải đi đường này, ông lên nhà bếp để ông lấy bia ông uống đó. Bởi vì ông đang ghiền bia mà. Uống bia bị đau bụng như vậy rồi mà vẫn còn ghiền bia kìa. Nên muốn đi tiếp tục lại gài bẫy cho ông ấy nữa. À, tivi, tivi của mình. Ai phá cái tivi của mình vậy hả? Trời ơi, mình đang coi phim hay mà. Được rồi, được rồi. Ngồi thôi. Ủa, bị gì vậy? À, trời ơi, cái lưng của tôi. Ai phá cái ghế của tôi? Trời ơi. Các bạn ơi, cuối cùng anh Woody cũng gài được 6 cái bẫy và hoàn thành nhiệm vụ rồi, làm cho ông hàng xóm bụng bự một bài học: không được uống bia nhiều, có hại cho sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.